kênh Cần Thơ Ký Sự. Kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà đã trở lại với kênh. Hôm nay cũng đường qua kiển Tết của thành phố Cần Thơ đó quý cô chú, anh chị. Gần cái chỗ Bến Ninh Kiều ha. Mình sẽ hỏi giá một số loại kiển Tết nha cô chú, anh chị. Cụ thể đây là mai ha. Mình chào em ơi. Dạ anh, chào anh. Rồi, dựa kiển mình bán gì đây em? Dạ bên em thì chuyên về mai ha anh ha. Mai vàng ha. Dạ đúng rồi. Bên em thì có đa số là đại lộc, cúc thọ hương. Đại lộc, cúc thọ hương. Dễ chơi, bông chùm mà nó lâu rụng mà bị thơm nữa. Rồi, giá cả sao rồi? Giá thì cũng dễ chơi lắm anh, thì mỗi một cây như vậy nè. Như mấy cây mình dán lắc lượng ha. Tàn đều mình bông nở gì thì nó tầm khoảng 6 triệu 2, 6 triệu 3 như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ khách đến đây mua chở về hay là mình ship tới nhà không nội ô á? Dạ nếu ở thành phố thì em ship miễn phí cho khách luôn. Ship miễn phí cho khách luôn. Dạ. Ok. Rồi ví dụ như mình giới thiệu giá sơ sơ của cây này đi, đầu tiên đi. Dạ cây này thì là cây giảo Thủ Đức ha, cái dáng hơn cá sấu nằm dài nè. Cái này thì bo ghép nó liền cốt luôn à. Cái này thì em giao lưu với mình 3 triệu 2 thôi. Là mua là kịp Tết ha? Dạ kịp Tết, em đảm bảo kịp Tết cho kịp mình. Tết. Rồi ok, giá nó nhiêu vậy em? Dạ 3 triệu 2 anh. 3 triệu 2, rồi kế bên là mình đi cái chậu luôn á sao ạ? Dạ đúng rồi, em bao gồm chậu hết cho mình nha anh. Chậu hết luôn. Cái này là em để kèm lên thôi chứ thật ra là không có tính cái cây này nha anh. Cây này là hiểu lầm, tao tưởng tặng kèm. Dạ. Rồi ok. Dạ. Cũng độc lạ quá ha. Dạ. Giống như mai quắn gì nè. Đó là mai giả tự sáng đó anh, mai quắn. Cái này ghép đại lộc ha. Dạ đó đại lộc. Ok. Rồi giá này nhiêu đây? Giá này em giao luôn mình 5 triệu 2 á. Rồi, rồi, cũng chở tới nhà luôn. Dạ tới nhà luôn, ở thành phố em bao hết. Ví dụ như bây giờ ở xa ta liên hệ á, mình đọc số điện thoại. Vậy nếu mình ở xa quá mà em cảm thấy mà như ở Vĩnh Long hoặc Sóc Trăng mà em giao được thì em cũng sẽ hỗ trợ cho mình, bên mình phụ phí giùm em một chút xíu thôi. Rồi, phụ phí. Dạ. Ví dụ số lượng lớn miễn phí ship không? Dạ, lớn từ 5 cây trở lên em miễn ship luôn. Rồi, vậy là cho số điện thoại cái đi. Dạ, số điện thoại em là 0982223575 ạ. Rồi, ok, đọc lại lần nữa đi. Dạ, 0982223575, giường em tên là giường Mai Diễm Thí. Diễm Thí ha, rồi, tiếp tục rồi. Chỗ này là giá nhiêu đây, chỗ này đây? Dạ, này em, cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Xương tàn rìu, kính mít trơn, sạch kẽm luôn rồi. Cây này em giao luôn mình 6.3 triệu. Cây này là đại lộc. Rồi, em này là đại lộc luôn. Dạ. Quá xóa đẹp. Nó có cái đuôi ở đây nở, cái củ đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Chỗ này ha. Dạ. Ok. Nói chung vậy là cũng khu vực này cũng nhiều chủng loại quá ha. Dạ. Mai vàng. Nhưng mà đại khái cái chỗ cái gian hàng của Thí ở đây nó nhiều cái độc lạ nhưng mà toàn là mai không ha. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Cũng như ở bên em á thì bên em luôn muốn tìm những cái mới lạ cho khách hàng mình chơi. Cái chậu bình thường á thì ai cũng có thể mua được. Đúng rồi. Mà những cái chậu này thì bên em tự gia công, không có ai thiết kế cho em, chân tự bên em tự làm luôn, thì tìm những cái mới lạ, khách nào mà hồi đó giờ mà mình chơi mấy cái chậu bình thường quen rồi đó thì mình để này lên thì khách lại sẽ thấy sang hơn á. Rồi ok. Dạ. Như vậy là cái này là giống như độc quyền của dạ. Bên gian hàng của em vậy. Dạ đúng rồi, bên em tự làm hết. Tự làm luôn. Dạ. Mà xoắn nha quý ông bà, khá là đẹp ha. Ok, rồi cây này nhiêu em ơi? Dạ, cây này là đại lộc dán bay ha cô chú anh chị. Dán bay? Dạ. Quên nữa cho số chứ, 1, 2, 3, cây này cây thứ tư đi. Dạ. Ví dụ như người ta coi, người ta biết được cái số thứ tư á. Dạ. Cây thứ tư giá nhiêu đây? Dạ, 6 triệu 3. Rồi, ok, ship tới nhà luôn. Dạ, ship luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Vậy là theo dáng rồi, cái giá dạ, nó tùy rồi, theo dáng tùy phải theo không? Dạ, dáng cây. Tùy theo một cái tàn, ít hay tàn nhiều, dáng đẹp hay dáng ít thì cây này em giao luôn mình 3.8 triệu. Rồi, có dáng luôn bà con ơi. Cái dự kiện mình là vòng vòng ở đây là cái lô là đường nào á, nói cho khách dễ tìm á. Dạ, em ở đường Châu Văn Liêm, gần bến phà Xuống Chài đi lên ha, đối diện cái khách sạn Minh Nhật ha cô chú anh chị. Khách sạn Minh Nhật, chỗ này ha. Ok, cũng dễ tìm ha. Dạ. Đường Châu Văn Liêm. Ok, rồi em này nhiêu đây, số 5? Dạ, cái này số 5 em giao luôn mình 5 triệu 2 ha. Rồi, ok, cũng ship tới nhà luôn. Dạ, dáng thân lắc lượng của nó đẹp lắm luôn nè cô chú anh chị. Và độc lạ là có cái này nè, có dạ. Cái chậu ví dụ như á, mình có thời gian á, mình trải cỏ nhân tạo lên á. Rồi. Cái mình mua thêm mấy cái tiểu cảnh người ngồi đánh cờ này kia để dễ thương lắm rồi, cô chú ok. Anh chị. Tại chung... vì gấp quá thời gian Tết canh bông này kia em nhiều việc quá em không có kịp làm cỏ, chứ đáng lẽ là mô hình lúc đầu của em là định làm cỏ và trải đá lên.
tất cả các loại mai thì vòng vòng Cần Thơ mình giống nhau, nhưng mà có cái khác nhau là cái chậu này nè. Dạ. Anh thấy chậu này là lạ nè. Rồi tiếp theo luôn. Dạ. Cái dáng độc lạ luôn ha. Dạ. Dáng thân lát lượng ha. Đó. Này tiểu cảnh của em định là hai chú tiểu chụp patin, hai thằng nhóc chụp patin đó mà. Rồi nói chung là theo nhà vườn á dạng diễn giải. Dạ. Mấy cái dáng đồ cho khách bay đồ. Bay theo cái dáng cây. Dáng cây mà ghép đại lộc không phải không? Dạ cái này là thọ hương nha. Thọ hương. Dạ. Rồi tiếp theo luôn. Dạ. Cái cây này là dáng lông lắc lượng này cô chú anh chị. Cái dáng độc lạ đây. Dạ. Dáng này đẹp lắm luôn. Đàn nó cũng tròn hết trơn. Bao ghép nó già hết rồi đó cô chú anh chị, bông à. Một nụ mà nó nở ra năm bông gì nè cô chú anh chị, bông chùm chùm đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Hay ha. Dạ. Thọ hương á là nó nở nó vừa thơm mà nó vừa lâu rụng, nó cả từng nó mới rụng. Còn những cái bông khác như bông năm cánh mình hồi xưa, nó vừa nở bữa sau mình đụng nhánh lại rụng cái này á, mình còn ngày dai ha. Dạ nó rất là dai. Vậy là đặc biệt rồi. Dạ đúng rồi, nó thơm đặc biệt. Ví dụ như cây này giá nhiêu em? Dạ cái này 6 triệu nha. Rồi cũng ship tới nhà luôn ha. Dạ ship luôn. Cái này ví dụ như cái cây mini, anh hỏi cây mini này khách mà chịu là giá sao đây? Dạ cây mini thì em giao luôn tại chỗ, nhưng tại cây này mà ship á em không có lời, tại em cho, tại em thấy dễ thương em bán tương tác với khách. Như cây này em bán tại đây thì khoảng 700 thôi anh. Rồi ok quá. Dạ. Trời hữu nghị luôn. Dạ. Mua về chơi tết luôn. Cái này rồi. Để bàn làm việc dễ thương lắm luôn á cô chú anh chị, mai giả tự sắn nó xù xuống như là cô gái tóc xù vậy, đẹp lắm. Cây nhỏ mà nụ kính mít luôn. Không làm đúng là nhà vườn là làm độc lạ chứ. Dạ. Kiểu độc lạ nhất là mấy cái chậu này tự thiết kế hay. Dạ. Chứ mai là tất cả mai cũng giống giống nhau. Dạ. Là mai vàng hết nhưng mà dạ. Có cái chậu đó, độc lạ thiệt. Rồi cây cuối cùng giá sao em? Dạ cây này thì em giao lưu với mình 5.1 triệu. Rồi cũng ship tới nhà luôn ha. Dạ. Cây này là giống như cái bàn tay Phật của mình xè ra vậy. Rồi ok quá trời đẹp luôn bà. Dạ. Con ơi, nói chung là độc lạ luôn, hàng nói chung là không đụng hàng luôn ha. Dạ. Không đụng hàng chung nguyên dãy này luôn nha bà con. Ngay chỗ Châu Văn Liêm ha. Đường Châu Văn Liêm. Rồi đến tìm luôn. Kế bên đây có bông giấy đâu nè. Khá là đẹp. Rồi cũng hẹn bà chủ những cái video tiếp theo ha. Rồi, rồi ok. Rồi, ok. Rồi tiếp theo mình đi xuống hướng Bến Ninh Kiều nha cô chú anh chị. Chung là hoa giấy quá trời đẹp luôn. Khu vực ở Bến Ninh Kiều á quý bà con. Bông giấy nè, quá trời bông giấy luôn. Màu sắc rực rỡ ha. Khá là ok nha bà con. Màu quá đẹp luôn buổi trưa ha. Chỗ này là cũng đường qua Tết, đường qua Xuân ở Bến Ninh Kiều đó quý cô chú anh chị. Nhiều loại giống ha, màu sắc nói chung là sặc sỡ luôn. Quá xóa. Quý cô chú buổi chiều đi giờ này thì nắng, nhưng mà buổi chiều thì nó thích hợp hơn. Trời nó mát đó. Rồi, thế này là gần Bến Ninh Kiều luôn quý cô chú anh chị ơi. Chung là kế Bến Ninh Kiều luôn. Chúng ta thẳng một đường xuống luôn á. Là Châu Văn Liêm á, đường Châu Văn Liêm. Cùng đa chủng loại luôn quý cô chú anh chị. Màu sắc nói chung là rực rỡ luôn. Nguyên cái đoạn này thì hai bên chung là hoa kiển đồ khá nhiều luôn, mai đồ đào đồ có luôn nè. Hoa kiển Tết nói chung là quá là phong phú ha, nhiều loại. Chúng ta đến lựa nha cô chú anh chị. Đây là gần khu vực Bến Ninh Kiều luôn quý bà con. Bông quá cả bông. Đây. Màu sắc nói chung là khá là nhiều luôn. Đó.
nhắc lại quý cô chú là khu vực ở chỗ bến Ninh Kiều ha. Đây là quà giấy có luôn, khá đẹp nha quý ông bà, nguyên đoạn đường luôn, quá trời luôn rồi bà con ơi. Đường qua Tết, đường qua sân bến Kiều, thành phố Cần Thơ, quý ông bà cô chú anh chị. Dài lên luôn. Một bên là đường Nguyễn Ninh, còn một bên là Châu Văn Liêm nha quý ông bà. Rồi mình đi qua hướng bên này, có hai bên đường quý ông bà. Cũng là qua kiển Tết luôn ha. Oh, quá nhiều luôn, quá nhiều loại. Đây là tầm buổi trưa nha cô chú anh chị. Nói chung là buổi chiều thì mới thích hợp hơn, buổi trưa thì khách nó vắng tại vì thời tiết nó nắng nóng đó. Trời, đối diện bên kia là bông giấy đó, hoa giấy. Nhắc lại với quý ông bà cô chú là đoạn này là đoạn Châu Văn Liêm và Nguyễn Ninh ha. Đường này chúng ta lên thẳng ở trên chỗ công viên Lũ Phước luôn. Nói chung là khá cận Tết rồi nên nhiều loại hoa kiển rồi đã ra tấp nập ha. Đây. Buổi trưa mà có ông bác này cũng đến mua nè. Quá là màu sắc. Buổi trưa này vắng khách ha. Dạ. Tại nắng quá ha. Nắng như bữa nay đã bắt bạn đưa ổng gì giỡn hả? Đường táo. Mấy cái mini này giá dễ chơi sao anh? Dạ. Giá sao? Cho xin một số giá. Quá trời hoa lan bà con ơi. Chủ ngồi hả? Ồ, đẹp quá. Đây. Đa chủng loại luôn, nói chung là tập hợp các loài hoa về đây luôn bà con ơi. Nổi tiếng. Đủ màu chứ. Nói chung quá màu sắc luôn. Rồi mình đi dài dài lên phía trên nha. Đường này lên là Phan Đình Phùng luôn. Quá xá bông. Đặc biệt ở đây là hoa lan nè. Màu dữ màu. Lộ này gì anh? Bạch tuyết hả? Anh đâu đâu cho giá chút xíu. Rồi rồi cái chậu vàng vàng này là giá sao anh? Nó 200 250. 250. Ồ dễ chơi ha. Rồi, kế bên luôn. Này. Nó cũng 250 luôn. Cái nào nó hai dồi là nó 250. À. Nhưng mà cái thằng này là mảng thiên hồng. Quá này trời. Hồng AD. Chúng màu đó màu mới. Cô ảnh ở đây là đặc biệt là ảnh kinh doanh về mạnh về hoa lan ha. Đủ loại dân quý ông bà ơi. Cái cúc kim cương. Rồi, giá sao anh? Cặp 150. Cặp 150 vậy là 80 ngàn. Dễ chơi cô chú anh chị.
hữu nghị ha, hữu nghị. Mini thì nó dễ chơi. Về dễ là chơi, xuống đây, chân. Xuống gian hàng của ảnh là có về chân Tết liền. Quá xá luôn. 22, 24, 26, Nguyễn Văn Linh. Rồi, ảnh có mới vừa đọc cái địa chỉ đó, rồi cái vỏ ớt cho anh. Ớt cặp 100, chậu 50 ngàn. À. Trái chỉ thiên là màu trắng á, màu xanh ớt hiểm mình. À. Này ớt ăn chứ không phải ớt kiểm. Rồi, ok, ảnh cập nhật giá cho mình luôn nghe cô chú anh chị. Gian hàng của ảnh đây, quá trời luôn. Nói chung là phong phú đa chủng loại luôn đó. Nhiều loại dễ chơi. Nhiều loại ha. Cả nào mình chơi không được hết, nó dễ chơi. Cái hộp nó dễ thương. Bền bông. Ở đây là gọi ảnh là nghệ nhân luôn cũng được. Quá trời rồi. Đó, đầy đủ cho chú chú ơi. Sen đá có luôn. Quá xá luôn. Màu sắc Tết cô chú ơi, màu sắc Tết. Cái đá đó lá tài lộc, lá nó đột biến đó, anh thấy nó cái viền vàng không? Đây. Ờ, cái viền màu vàng đó. Chú. Đại diện cho tài lộc. Bị đột biến lá. Đó, ảnh cũng thuyết trình cho mình một số loại giống hoa ha. Nhưng là cái hồ điệp mini. Quá xá. Cái đó bông nó bền lắm. Màu sắc rực rỡ ha. Từ khi chỗ đến tàn cả tháng. Nguyên cái gian hàng ảnh nói chung là thế mạnh về hoa lan nè. Cô chú nào mà có nhu cầu chúng ta đến chỗ Bến Kiều ha. Rồi anh cho địa chỉ, giờ anh có thể đọc số điện thoại, ví dụ như người ở xa mấy tỉnh muốn liên hệ mua lan rồi đó anh. Ờ, của em là 0969 0969 140582 140582. Rồi xin lần nữa đi anh, đọc lại lần nữa. 0969 140582. Rồi anh tên gì ạ? Em tên Tri. Tri ha. Dạ. Rồi anh mạnh về cái loại hoa lan, thấy anh nhiều quá. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Rồi cập nhật một số giá cho bà con mình đi chợ Tết mua dễ chơi. Chưa mua ha, chưa mua. 25 âm lịch. Dạ. Nhưng mà cũng phải ra gian hàng ha. Rồi ok. Dạ dạ. Rồi chút xíu cho liền. Cần Thơ ký sự với bonsai Cần Thơ. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục một số cái gian hàng đây quý cô chú ơi. Quá trời màu sắc luôn. Nói chung là mini có, nói chung là giá hữu nghị luôn. Buổi trưa này khá nắng nên khách ít đó chứ. Quá trời nắng. Ôi ôi, màu sắc quá bà con ơi. Khá phong phú ha. Nhiều loại luôn, quá trời loại rồi, không xể luôn. Rồi nhắc lại chỗ góc đường Phan Đình Phùng nha quý ông, cô chú anh chị. Phan Đình Phùng á. Xuống đây lựa, mặc sức mà lựa luôn, quá trời. Hàng quá, bông kiển Tết quá. Nhiều loại luôn, loại này hơi lạ nha. Phong phú đa chủng loại quý cô chú ơi. Màu sắc Tết ha. Rồi góc đường của Phan Đình Phùng nha cô chú anh chị, Châu Văn Liêm ha. Đó, chỗ này là Phan Đình Phùng đây, đó, góc đường đây.
góc đường Phan Đình Phùng. Xuống ngay chỗ góc đường này chúng ta sẽ sắm hoa kiển Tết nha quý ông bà. Quá xá luôn. Rồi, giới thiệu cho quý ông bà một số chủng loại về hoa kiển Tết á, rất là phong phú, nhiều loại. Thì chúng ta có nhu cầu mua sắm Tết thì chúng ta xuống đây, hoặc là đi chơi xuân, chơi Tết á, du xuân, du Tết á, thì các loại hoa cũng đã ra đến các gian hàng rồi. Mình có nhu cầu thì mình đến chọn lựa. Quá xá của chú ơi. Rồi, cô chú anh chị yêu thương kênh, yêu mến kênh, xin một cái like để ủng hộ kênh ha. Hẹn gặp lại quý cô chú ở những video tiếp theo luôn. Rất là phong phú đa chủng loại luôn quý cô chú anh chị ơi. Chỉ có Tết mới có những cái loại này thôi. Nói chung là khá đặc biệt. Hoa kiển Tết, mai Tết.